Dạ em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo. Dạ, và chứng hình của cô chú anh chị bạn đây là những hình ảnh của con đường 3/10. Ở đoạn này thì nó thuộc địa phận xã Vĩnh Hiệp của thành phố Nha Trang. Chúng mình quý vị đó là cây cầu dứa mới vậy. Đang lưu thông hướng này trên đường 3/10 thì sẽ đi xuống trung tâm của thành phố Nha Trang. Đi ngược lại của con đường này quý vị sẽ đi lên quốc lộ cũng như là hướng đi lên Duyên Khánh và ngã Ba Thành để dầu đôi. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, thời tiết Nha Trang vào ngày hôm nay trời mưa rất là to. Video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 27 tháng 10 năm 2022 vậy. Giờ này trời đang mưa rất là to vậy. Và mưa từ đêm qua tới giờ mưa tầm tã luôn á. Mưa to và nặng hạt. Và mưa lâu dẫn đến một số tuyến đường mà nó thấp á nó đã bị ngập do nước thoát không có kịp cái gì. Đặc biệt là tuyến đường 3/10 tuyến trên địa phận của xã Diên An cũng như là xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh của thành phố Nha Trang là bị ngập một số địa điểm nhưng mà xe vẫn lưu thông được. Rồi ở bên I Resort cũng bị ngập, cũng như là bên con đường Nguyễn Tất Thành. Một số đoạn mà nó thấp thoát nước thoát không kịp do mưa liên tục quý vị, mưa liên tục và mưa to. Dạ, chúng mình quý vị đây là những hình ảnh của cây cầu vượt này. Cây cầu vượt Ngọc Hiệp và nút giao thông Ngọc Hội. Đây vị trí này đó là cái nhánh số 3 của con đường của cây cầu vượt, cũng như là đi qua bên kia sẽ là nhánh số 2 của cây cầu vượt. Nhánh số 2 là nhánh hướng đi con đường Vành Đai 2, cũng như là hướng đi trên con đường Võ Văn Kiệt mới. Và đây là nhánh số 3 này, nhánh số 2 này. Đi dọc con sông Quảng Trường cũng như là đi trên cây cầu vượt qua cây cầu vượt Ngọc cây cầu vượt Công Châu, cũng như là đi hướng đi xuống Bình Tân, cầu Bình Tân trên con đường Võ Văn Kiệt. Thì cái nhánh số 1 đang được thi công và nhánh số 4 cũng đang được thi công. Nhánh số 2 với nhánh số 3 thì đã kết nối được rồi. Và dự kiến thì vào hết năm nay đến năm 2023 thì nhánh số 1 cũng sẽ kết nối qua nhánh số 2. Đoạn này bên tay phải quý vị đó là con sông Quán Thường. Chỗ này sao ngập dưới đây. Để chết máy chưa hả? Trời ngập sâu quá, quậy cũng qua được không? Qua mới công chết máy nữa. À chịu khó đi qua một xíu. Chết máy là mệt mỏi luôn á. Tại xe tay ga mà nó ngập một phát là coi như là nước nó vô máy luôn. Con đường này là chạy dọc con sông Quán Trường rất là đẹp. Đi thẳng hướng này thì quý vị sẽ đi xuống Bình Tân, ra ngay vị trí của chân cầu Bình Tân luôn quý vị. Cái con đường này là lúc trước nó là đường Vành Đai 2 thì bây giờ đặt tên là con đường đại lộ, con đường Võ Văn Kiệt rồi. Và
Chiều dài của nó từ ngay vị trí tính từ ngay vị trí của cái nút giao thông Ngọc Hội cầu vượt Ngọc Hiệp á, thì xuống tới dưới ngay cầu Bình Tân thì nó tầm khoảng chắc khoảng 11 cây á Việt. Tại vì nó không phải là đường thẳng, nó chạy dọc theo con sông, cho nên là cái con đường nó có những cái khúc cua rất là ngoằn ngoèo. Không có phải ngoằn ngoèo gì mà nó có nhiều cái khúc cua á Việt. Nhiều khúc cua nó ôm theo con sông á, cho nên là dẫn đến con đường nó dài hơn. Nếu như đường thẳng thì nó cũng ngắn rồi, chứ không có dài vậy. Đi đường vòng thì lúc nào nó cũng phải xa hơn so với đường thẳng. Dạ, và đây là con đường số 4 này vậy. Con đường số 4 giao với đường số 7. Thì con đường số 4 là lúc trước thôi, bây giờ nó tên là con đường Thích Vận Đức rồi. Đi thẳng trên con đường số 7 này quý vị có thể ra giao lại với đường số 12 và số 13. Là một trong những cũng như là một trong những con đường chính của khu đô thị Lê Hồng Phong 2, khu đô thị Hà Quang 2 của thành phố Nha Trang. Từ khi cây cầu vượt thông nhánh số 3 và số 2 thì xe muốn đi xuống trung tâm thành phố là phải đi qua lên trên cầu vượt. Và để mà đi ra cái đoạn mà mở vòng đủ gần á thì xe đi qua khu đô thị này vậy. Cho nên là khu đô thị này là từ cái ngày mà thông cầu vượt là nó nhộn nhịp hẳn lên, xe đồ chạy lưu thông nhiều hơn. Và cái tuyến đường số 13 đây người ta cũng có thể kinh doanh buôn bán rồi nhiều hơn. Đây là đường số 5 giao đường với số 8E này. Ra đây là giao với con đường số 12 và số 13. Số 12 bên tay trái về, và đây là con đường số 13 này. Hồi nãy giờ hình như là trời đã mưa nhỏ hạt trở lại rồi quý vị. Nhỏ hạt lại rồi. Nhưng mà thời tiết như thế này thì cũng chắc chắn là như ngày hôm nay là sẽ mưa miết á. Và có thể mưa tới ngày mai nữa kìa. Và tùy theo lúc à. Bây giờ nó nhỏ hạt chứ có thể chút nữa là bắt đầu có những cơn mây nó kéo tới chứ nó làm ầm ầm to tiếp. Không khí lạnh á. Lúc sẵn lúc mưa rất là to. Dạ, và đây là con đường hôm 3 tháng con đường Lê Hồng Phong rồi. Lê Hồng Phong giao với con đường 13 cũng như là con đường Đồng Nai. Thì đoạn này là từ ngày thông xe cây cầu vượt thì xe lưu thông qua đoạn này nhiều quá, cho nên là hay bị kẹt xe lắm rồi. Bây giờ là con đường 23 tháng 10 hướng mà từ ngay khu đô thị Vĩnh Điền Trung đi xuống trung tâm thành phố Mão Vòng thì không có đi nữa rồi, xuống không đi nữa. Cho nên là xe tất cả đều đi qua bên con mén bên con đường Lê Hồng Phong này để hướng đi ra Mão Vòng, dẫn đến là con đường này giờ nó quá tải, nó kẹt xe nhiều. Vị trí này là cái ga depo, cái đoạn trạm trắng mà chuẩn bị tàu đi vào tàu ga không vậy. Và chứng hình quý vị là Mã Vòng đó. Em vừa nói sững mưa, mới nói là sững mưa nhỏ hạt, bây giờ nó lại mưa to hạt trở lại nữa rồi. Mua tầm tã nữa rồi quý vị ơi, mua rồi đau quá. Lúc mà em như con chuột lột. Và chúng mình của quý vị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Thái Nguyên. Khi xưa nó là con đường đại lộ Gia Long và con đường này là con đường Hàng Me rất là đẹp. Đoạn này bên tay phải quý vị là ga Nha Trang, và đối diện ga Nha Trang đó là công viên 30/10. Lúc trước đó là công viên Hồ Anh Ký. Đối diện ga là một cái công viên rất là thoáng. Còn con đường Thái Nguyên này ngày nay nó là con đường gọi là được mệnh danh là con đường Hàng Me. Cô chú chị bạn có thể thấy hai bên đường là những cái hàng me rất là đẹp, và bên cạnh đó có những cây me cổ thụ gốc là rất là lớn luôn vậy. Cây me gốc rất là lớn, cổ thụ à. Ở ngay vị trí ở phía trước của Vinh Cơm trên đường Thái Nguyên này cũng có những gốc me rất là lớn. Và bên tay trái quý vị đó là quán cà phê La Minh Râu, cũng như là gần với nhà văn hóa thiếu nhi của tỉnh này. Đó, những cái gốc cây cả hai người ôm không hết, những gốc me cổ thụ. Và còn bên đây bên tay phải quý vị cũng có mấy gốc me cổ thụ trước đường Phúc Tân 1 này.
rồi những gốc me của hồ thì cũng có những cây me nhỏ. Và trước mình quý vị đó là ngọn bonsai của ngã sáu. Cái bonsai ngã sáu này là nó giao giữa các con đường như con đường Thái Nguyên vừa rồi em đang đi, lúc trước là đại lộ Gia Long, rồi con đường Nguyễn Trãi, khi xưa con đường Phước Hải, rồi hướng bên đây là con đường Lê Thánh Tôn, rồi hướng bên kia đó là con đường Lý Tự Trọng, lúc trước là con đường Bá Đa Lộc, rồi con đường Lý Thánh Tôn, rồi con đường Lê Thành Phương. Lê Thành Phương thì nó nằm gần với con bên mé con đường Thái Nguyên. Đây là con đường Lê Thành Phương, Lê Thành Phương em đang đi nè. Trước con đường này là con đường nhà thờ. Mé bên này cũng là một cái cổng của nhà văn hóa thiếu nhi của tỉnh. Thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video nhé. Xin mến chào cô chú anh chị các bạn ạ.